Phụ kiện ngành gỗ Hoa Đạt xin kính chào quý khách. Phụ kiện cho bàn mở rộng. Công dụng của các loại dây cho bàn mở rộng. Dây trượt bàn mở rộng là sản phẩm dùng lắp đặt trên các khung mặt bàn. Chức năng mở rộng hoặc thu hẹp mặt bàn theo yêu cầu sử dụng, đặc biệt hữu dụng trong các đô thị, đất chật người đông nhu cầu về không gian sống ngày càng chật hẹp. Có rất nhiều loại dây đáp ứng việc sản xuất các bàn mở rộng. Dây trượt bàn mở rộng loại cánh bướm là loại dây được thiết kế mở ra hai chiều tạo ra khoảng trống ở giữa, các tấm ván sẽ được bù vào vị trí trống tạo nên một bộ bàn mở rộng. Cấu tạo dây này bao gồm thành phần trượt trái phải, có xu hướng chuyển động cùng phương nhưng ngược hướng thông qua bộ chuyển động bằng cáp. Mặt bàn kéo một bên thì mặt đối diện sẽ chuyển động ngược lại, từ đó tạo khoảng trống ngay chính giữa mặt bàn. Loại dây này có nhiều tiêu chuẩn kích thước tùy thuộc vào nhu cầu người sử dụng. Ví dụ, dây bàn cánh bướm loại 600mm cho nới rộng mặt bàn thêm 400mm, dây 920mm cho nới rộng thêm 550mm. Bản rộng của dây khác nhau, chẳng hạn loại bản rộng 35mm, bản rộng 45mm cho tải trọng cũng như thiết kế mặt bàn cũng khác nhau. Dây trượt bàn mở rộng loại một bên. Thiết kế tương tự như dây trượt bi loại 2 tầng thông thường dành cho các ngăn kéo tủ, nhưng có kích thước lớn hơn, thép dày 2,5mm cũng như bản rộng hơn nhằm đáp ứng khả năng chịu tải trọng của mặt bàn. Sở dĩ có tên gọi dây trượt bàn một bên bởi vì được sử dụng lắp đặt một bên của mặt bàn hoặc là bên trái hoặc là bên phải. Loại dây này có nhiều phiên bản khác nhau, phiên bản trượt vào da thông thường, phiên bản trượt da nâng cao mặt bàn và hạ thấp mặt bàn khi trượt vào. Chức năng này dùng tự xếp mặt bàn vào bên trong. Dây trượt bàn mở rộng loại nhiều tầng xếp gấp. Loại dây này có nhiều tầng lồng vào nhau cho khả năng mở rộng kéo dài, các mặt ván bù mở rộng có thể đặt nhiều ít tùy theo nhu cầu cần mở rộng. Có thể lắp đặt ở nhà bếp, phòng ăn, nhà khách đều rất thuận tiện. Giải pháp khác cho mở rộng mặt bàn. Ngoài ra để mở rộng mặt bàn còn nhiều giải pháp đi kèm khác, chẳng hạn dùng mâm xoay để thay đổi phương mặt bàn, dùng tay nâng mặt bàn gấp xếp nâng hạ mặt bàn công năng như tay nâng giường xếp gọn âm tủ, dùng phụ kiện bản lề cánh bướm loại 2:1 với chức năng gấp mặt bàn và khi mở có chức năng như cánh tay đỡ mặt bàn, hoặc các loại phụ kiện phát gấp xếp gọn cho bàn ban công, bàn kệ âm tường. Các sản phẩm phụ kiện đi kèm. Để thiết kế một bộ bàn mở rộng cần phải có các chi tiết phụ kiện đi kèm khác như bộ bản lề xoay mặt bàn bằng inox hoặc bản lề ghế xoay tác dụng lật úp chi tiết mặt bàn giữa, bản lề mặt bàn bán nguyệt, bản lề cánh bướm kết nối hai thành phần mặt ván gấp. Các chi tiết định hướng cố định khi xếp như chốt đồng âm dương, lưỡi gà vịt đỡ mặt bàn, khóa chốt gài mỏ vịt, khóa chốt con chim. Các lưu ý khi lựa chọn dây trượt bàn mở rộng. Lưu ý đầu tiên đó là khả năng chịu tải của sản phẩm, đảm bảo thép dày chắc, các rãnh trượt bi vận hành ổn định, êm ái. Được test bằng cách lắp ráp thực tế, kiểm tra kéo vào da, đánh giá sự hoàn thiện trong các khâu gia công rãnh trượt, bi đảm bảo không bị rung lắc. Đối với loại dây trượt bàn cánh bướm, đảm bảo sợi cáp chắc chắn, các đấu nối chi tiết siết cáp chặt chẽ, không tuôn cáp trong quá trình sử dụng, các bánh trượt cáp vận hành đều, không rung lắc, đảm bảo sản phẩm sử dụng bền nhất. Ngoài ra các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng khác như test muối xi mạ 24 giờ, sự nhẹ nhàng trong vận hành, bi trượt êm không có hiện tượng âm thanh hạt cát. Nếu các anh chị cần nắm rõ thêm thông tin chi tiết có thể liên hệ trực tiếp tới các showroom phụ kiện ngành gỗ Hoa Đạt hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để nắm rõ hơn. Xin chân thành cảm ơn và chúc anh chị thành công.